Hôm nay lại tiếp tục giới thiệu đến tất cả các bác rất là nhiều sản phẩm hàng về. Vâng, về rất là nhiều hàng để gửi đến tất cả các bác này. Đấy. Vâng. Đây ạ. Quay toàn bộ kho cho các bác xem. Các cái hàng Nhật lô mới về. Đấy. Hàng Nhật lô mới về đây các bác nhá. Rất là nhiều. Đầy đủ giày dép có thứ hết. Đấy. Về rất nhiều. Bác nào cần gì alo trực tiếp cho em. Đây. Đấy. Đây các loại vợt tennis này. Đấy, vợt tennis. Đấy, vợt tennis Zonex. Đấy. Misuno Zonex. Dao. Đấy. Đây dao Sato Japan. Nguyên hộp luôn. Và lô sành sứ mới về. Lô sành sứ mới về đây các anh nhá. Đấy, có lô sành sứ vừa về xong để gửi đến tất cả anh chị em. Đây quạt Nhật Toshiba điện 100 và thanh lý cho các bác giá chỉ có 1,1 triệu một chiếc thôi. Đây cực kỳ là ngon này. Đấy. Đây còn hai chiếc nữa này. Hai chiếc. Một chiếc Nation và một chiếc Toshiba. Các loại nồi cơm điện và thanh lý trực tiếp cho các bác. Nồi cực kỳ là ngon nhá. Nồi cơm Nhật thì cực kỳ là ngon cơm. Đấy, cái này các bác nữ là thích nhất đi. Đây, thanh lý toàn bộ kho cho các bác luôn. Sản xuất trực tiếp tại Made in Japan. Nồi Panasonic. Đời của nó đời cao 2017. Chiếc này là 1,6 triệu này. Chiếc này là chiếc cực kỳ là ngon này. Nguyên zin 100% nhá. Nguyên zin 100% này. Đấy. Nồi quá đẹp luôn. Chiếc nồi này quá đẹp. Siêu đẹp luôn. Đấy. Đây. Một bộ nguyên hộp. Một bộ bát này. Đấy, bát của nó là bát Nojitake Toki Kaisa của Japan này. Một bộ luôn. 1, 2, 3, 4 5 bát. Đấy, 5 bát này. Và chén của nó này. Chén có 4 chén. 4 chén này. Đấy. Một bộ nguyên hộp luôn. Đấy, bác nào cần alo trực tiếp cho em. Bộ bát đĩa. Rồi là chén bát này. Có cả vung này. Đấy, có cả vung này. Đây có cả vung đây nhá anh chị em nhá. Đây. Lô sành sứ về rất ngon luôn này. Một bộ này là bộ ngon nhất này. Nguyên bộ của nó này. Đấy, nguyên bộ của Nhật này. Cái này thì các bác có thể là trưng bày được nhá. Vâng, các bác có thể trưng bày ở tủ được. Đấy, quá ngon. Đĩa bát có hết. Đấy. Đây có cả các loại túi học sinh. Đây, các bác ơi. Túi học sinh đây. Hàng lô bãi Nhật này. Đấy, túi học sinh có hết này. Những cái này là hàng hàng lướt các bác nhá. Đây hàng lướt này, túi da này. Đấy, túi da xách tay. Túi da chéo này. Đây, túi da chéo màu vàng này. Đấy. Túi da chéo màu vàng này, túi da bò này, xịn này. Đây các bác xem da của nó nhé. Vâng, túi này thì thanh lý cho các bác với giá là 300k một chiếc này. Đấy.
túi đeo chéo. Quần áo và quần áo có cả này các bạn này. Đây quần áo này. Quần áo theo một lô về này. Đấy. Một lô hàng của Nhật về nhá. Đây là theo lô hết và những cái lô này là đều là lô đấu giá cho các bác nhá. Quần áo đấu cả giá luôn theo lô to về này. Đấy, quần áo các loại. Đây, váy vùng có hết. Váy vùng này. Đây áo dài. Đấy, áo dài này. Còn váy này, váy của các chị em này. Đấy. Siêu rẻ luôn cho các bác luôn. Đây, lô thùng về này. Đấy, lô thùng về rất nhiều nhá. Vâng, đây là toàn hàng nội địa của Nhật. Vâng, hàng nội địa của Nhật đấy các bạn. Đây, đấy. Xe đẹp nhớ anh nhá. Xe đẹp, thanh lý, giá rẻ. Vâng, đây còn ít vật cầu lông. Đây các bạn nhá. Vật cầu lông và vật... đây vật đây là loại vật Yonex của bên bên Nhật đây. Đấy, gửi luôn trực tiếp cho các bác luôn này. Đấy. Túi da này. Và đây là vật tennis và vật cầu lông các anh nhá. Vật tennis và vật cầu lông đây. Đấy, sẽ gửi đến trực tiếp cho các bác xem luôn. Bác nào cần vật tennis và cầu lông thì alo trực tiếp cho em. Và đây là một trong những cây vật là hàng hiệu đẳng cấp của bên Nhật về. Vật thi đấu trực tiếp tại sản xuất trực tiếp tại bên Nhật về. Đấy, quay trực tiếp cho các bác xem luôn. Rất là nhiều hàng, kho rất là nhiều hàng mới về thì sẽ giới thiệu đến tất cả các bác luôn. Vật đây. Có cả túi da. Túi da này, vật này, các loại vật. Đấy. Đây. Vật này là vật đây có tem của nó đây. Babola. Đây là cây vợt carbon. Các bác, đây là cây vợt vâng. Đây là vợt nhôm. Đây là cây vợt nhôm. Các anh nhá, đây là cây vợt nhôm. Khá là xịn sò của bên Nhật về. Vợt này là tên là hãng của nó sẽ là Babolat. Đây, Babolat đây. Cái này là sản xuất trực tiếp tại vâng, cái này là hàng vâng, Babolat của Nhật về nhá. Yonex này. Đấy. Yonex. Cái này thì thanh lý trực tiếp cho các bác một cây này. Đây, nó có chỉ tất nhiên là vật bãi thì nó sẽ có một vài điểm xước sơn một tí. Đấy, cây này thì có một vài điểm xước sơn nhỏ nhỏ. Thì thanh lý trực tiếp cho các bác một cây vật này thì là 450k một cây này. Cây vật tennis nhá. Vâng, đây cây vật tennis. Vật cầu lông. Và một cây là vật cầu lông thi đấu tại Nhật về. Cái này thì là còn 99%. Sản xuất trực tiếp tại Made in USA. Có SS lock. Vật này thì vật cầu lông này thì còn rất ít thôi. Và chỉ còn khoảng tầm 5-6 cây vật này thôi. Thì bác nào cần thì alo trực tiếp cho em. Đấy, vật cầu lông full carbon. Full carbon nano. Chỉ còn 5-6 cây, bác nào lấy buôn thanh lý nốt cho các bác với giá buôn. Đó là giá là 390k. Đấy, giá xỉ giá buôn. Còn bác nào mà lấy lẻ 1-2 cây thì cũng bán nhá. Đấy. Vật cao cấp full carbon đấy. Vật này thì tuyệt vời luôn. Vật này là vật thi đấu. Vâng, một cây vật của Mỹ xuất Nhật thi đấu hàng SS Lock cao cấp full nano, full 77 các bác nhá. Hàng này là hàng tuyển chọn rất là hiếm có. Rất là hiếm có các bác nhá. Và một cây vợt tennis nữa còn khá là ngon. Vâng. Cây vợt tennis, cái này là hãng của nó là Mizuno. Mizuno, đây là hãng nội địa của Nhật. Đây, một cây vợt tennis full carbon. Chiếc này là sản xuất trực tiếp tại Made in Japan, full carbon các bác nhá. Đây là một cây vợt Q5.
Vâng, đây là một cây vọt Q5 full carbon, sản xuất trực tiếp hàng nội địa của Nhật và thanh lý về. Có cây vọt này thì còn quá là ngon và quá là xịn luôn. Cây vọt này nó còn nguyên cả series tại đây. Đấy, nguyên cả series tại đây full carbon. Lưới của nó thì cực kỳ là ngon đây. Các bác có thể nhìn trực tiếp vào cây vọt full carbon này. Và màu sắc của nó rất ngon. Và vọt cũng cực kỳ là cao cấp bởi vì vọt này là vọt carbon. Chiếc vật full carbon này thanh lý cho các bác với giá là 700k. Vâng, thanh lý cho các bác 700k. Quá ngon luôn các bác nhá. Một cây vật hàng tuyển chọn của Nhật về. Đây là vật thi đấu và full carbon. Đây còn đây hai chiếc còn nguyên hộp, nguyên nguyên cái bao da này. Đây các bác nhìn đây. Còn nguyên bao da. Thì đây em sẽ mở cho các bác xem. Một cây vật này là một cây mỏ vật của nó là đây. Vâng. Cây vợt này là cây vợt tennis của Made in Japan. Đây các bác nhìn thấy chưa? Japan nhá. Sản xuất trực tiếp tại Japan. Cây vợt này tên là Yonex. Còn nguyên bao da của nó luôn. Nguyên bao da này các bác này. Vâng, rất là sơ, rất là ngon và rất là xịn sò này các bác ơi. Một cây vợt này khá là ngon luôn này. Cây vợt này nó có tên là Titanium đây. Vâng, cây vợt này có tên là tai Titanium Yonex này. Một cây vợt hàng tuyển chọn rất là ngon và rất cao cấp. Cây vợt màu đen. Vâng, cây này thì ai chơi tennis thì phải nói là nó quá đẳng cấp luôn. Với cây vợt này thì thanh lý trực tiếp cho các bác với giá là 850k một cây. Vâng, một cây vợt tennis này các bác này. Cây này thì các bác luyện tập tennis, đập tennis thì nói chung là nó vô địch thiên hạ luôn. Với giá 850k còn nguyên bao da nhá. Đấy, bác nào cần mọi... Còn một chiếc cây nữa là duy nhất này. Còn, vâng, còn một chiếc cây vợt tennis Pride này. Cái này thì nó chưa biết là tên tuổi là gì thì phải mở ra thì mới biết được. Đây và đây nó còn nguyên cả cái bao da này và nó còn nguyên cả cái tem bên trong này. Đây các bác có thể là nhìn trực tiếp cho em cái này nhá. Vâng. Cái tem nó là Kagama, thành phố Kagama của Nhật đây. Đây Kagama của Nhật nhá các bác nhá. Đây là thành phố City Kagama của Nhật còn nguyên tem đây. Chiếc này thì nó còn nguyên bao da này. Đây. Cái này tên nó là và chữ P tại đây. Đây là vật có chữ P. Và cái này thì nó có tên tuổi của nó đây. Tên của nó sẽ là Lady Sidner. Lady Sidner. Và một cây vật hàng Nhật về tại thành phố City cái gì qua của Nhật đấy. Vâng, cây vật này khá là cao cấp luôn các bác nhá. Cây vợt này khá là cao cấp này. Vâng, rất là ngon và rất là tuyển chọn này. Daiwa, cây vợt Daiwa, tên Daiwa. Vâng, tên Daiwa là tên Nhật thì đấy, Daiwa. Yonex này. Đấy, Yonex. Thì thanh lý trực tiếp cho các bác một cây vợt này với giá là tròn vâng, cũng là 850k nhá. Cây vợt này nó bằng carbon các bác ơi. Một cây vợt carbon 850k. Hàng thi đấu tại Nhật về. Cây vợt này lưới của nó này. Vâng, lưới này còn khá là xịn sò luôn. Và nó còn nguyên bao da như thế này. Đấy, bác nào cần thì alo trực tiếp cho em nhé. Vợt tennis và vợt cầu lông. Một trong những môn thể thao rất hay. Hay nói chung là cũng rất là hay. Nhưng mà hay thì tất nhiên là nó sẽ cái này là đơn thôi. Còn các bác có thể là tập những cái môn khác như môn xe đạp, thể dục thể thao, đi theo đồng đội rất ngon. Và còn túi da. Vâng, còn túi da sẽ giới thiệu nốt cho các bác. Và để sang phần thanh lý phụ kiện xe đạp để các bác dùng nhá. Đây, túi da đây các bác ơi. Vâng, trước túi da là khá là xịn sò. Cái này là túi da các bác đeo vai. Vâng, các bác đeo vai và đeo chéo nhá. Đeo chéo vai. Đây các bác này, có thể để dây dài như này được này. Và có thể để dây ngắn như thế này được. Tùy các bác này. Một chiếc túi da quá là ngon luôn. Và nhìn nó phải nói là nó rất là đẹp. Vâng, rất là đẹp. Khóa của nó là khóa đồng này. Vâng, tất cả hoàn toàn bằng khóa đồng. Rất ngon luôn các bác ơi. Vâng, túi da này. Da rất là mềm mại và rất là ngon. Có rất là nhiều ngăn. 1, 2, 3, có tận 4 ngăn. Vâng, có tận 4 ngăn thì các bác sử dụng nó thoải mái luôn. Đấy, lô mới về. Đây, cái da nó rất là mềm mại này các bác này. Vâng.
Chiếc túi da này thì túi da đeo chéo thì thanh lý trực tiếp cho các bác với giá là 450k một túi này. Vâng, một chiếc túi hàng da Nhật về này. Nó có cả màu nâu này, màu nâu này, và có cả màu đen này. Vâng, màu đen này, vơ sách này các bác ơi. Vâng, bác nào mà chưa có túi da thì có thể lên cho mình một chiếc túi da đeo chéo này. Nó rất là tiện lợi cho các bác đi chơi. Đấy, khi các bác đi muốn đi chơi sang nhà bạn bè chơi thì các bác có thể là sử dụng một chiếc túi da bóng bẩy như thế này. Nó có chỉ có mấy trăm ngàn thôi nhưng mà nó là bằng da cho nên là nó rất là chất lượng cao. Và nó rất là sang trọng và rất là đẹp. Đấy, các bác chỉ cần đeo cái túi này, các bác bỏ mấy cái đồ của các bác, ví dụ như là ví đồng hồ hay là một chút tiền lẻ vào đây. Để các bác đi sang nhà bạn bè uống nước, uống cà phê thì nó rất là nghệ thuật. Đấy, rất là nghệ thuật, có cả màu nâu và màu đen. Nó về mỗi lô này thì nó có mấy chiếc thôi. Cái màu nâu này thì nó là Levi's, còn cái màu đen này nó là Vosex. Cái nào cũng đẳng cấp cả, quá đồng rồi nhé con nhé. Vâng, đây lô hàng Nhật về thì nó có các cái mẫu túi này. Có giá của nó chỉ có 450k một chiếc thôi. Các bác nhanh tay không là hết hàng. Bởi vì những cái mẫu da xịn này của Nhật về thì các bác rất là yêu thích và các bác rất là chọn rất nhanh thôi. Các bác không cần phải kiểm tra nhiều mà các bác chọn một phát một luôn. Đấy. Và các cái dòng lốp, xăm lốp xe đạp thì bên em sẽ gửi đến tất cả các bác các cái dòng xăm lốp hàng chuẩn chuẩn Nhật, tiêu chuẩn hàng cao cấp của Nhật thì nó là khác biệt hoàn toàn so với những cái hàng các bác có thể là tham khảo trên thị trường mạng mẽ cao nhá. Mạng mẽ hay là các cái shop khác thì thực tế mà nói thì nó có rất là nhiều loại. Cho nên là các bác tránh mua phải những cái hàng nào nó kém chất lượng thì nó dùng nó chán lắm các bác ạ. Và như bản thân em đây, em cũng thỉnh thoảng đặt thử một hai món hàng trên mạng nhưng mà thực tế mà nói chất lượng của nó trôi lắm các bác ơi, nó chán lắm. Đặt cái quần, cái áo thì nó rất chỉ, chưa mặc đã rách, xong là chất lượng của nó thì nhìn nó như là cái đồ cũ lắm các bác ạ. Và đấy, như em đây, ví dụ đặt quần áo trên đấy thì nó lại phải hoàn lại đơn. Và nói chung là nó không được chất lượng như là hàng nhập trực tiếp từ Nhật về. Những cái hàng bãi này nó cũng là hàng cao cấp các bác ạ. Và hàng cao cấp có những hàng nó thanh lý, nó nguyên lô, nó chưa sử dụng, nó rất là ngon, sướng lắm. Và dùng, nói chung là dùng hàng nó cao cấp dù và nó có thể là nhập từ các nơi như là Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Trung, Đài, Thái. Và nhưng mà nó hàng nó tiêu chuẩn rất là cao và nó thanh lý cho mình những cái lô hàng nó rất là chất lượng nhá. Việt Nam mình cũng xuất sang Nhật nhiều đấy các bác ạ. Và nhưng mà hàng Việt Nam mình xuất sang Nhật nó hàng nó rất là cao cấp. Và đây, trước tiên là giới thiệu đến các bác các loại lốp cao cấp này. Đấy, lốp Đức và xăm. Xăm thì bên em có các loại xăm cao cấp đây. Xăm này là xăm trực tiếp, xăm rất là ngon và rất là cao cấp này. Xăm Maxxis. Xăm Maxxis này là hàng cao cấp nha các bác nhá. Hàng này là hàng tuyển chọn của xe đua. Nó có sự khác biệt rất lớn so với những cái hàng khác. Và đây là xăm 700x23, 725 và 700x28, 732 các bác dùng cho xe đua. Đấy. Xe đua, xe touring đều được. Van của nó là van 60. Với một cặp lốp cặp xăm này thì là báo giá trực tiếp cho các bác là 300. Một cặp là 2 chiếc. Là loại xăm xịn đấy các bác ơi. Canda, xăm Canda thì là 150k một cặp. Xăm 700x23C, 725C, 728C, 732C. Và xăm có xăm địa hình. Xăm địa hình thì hiện tại em có mỗi có xăm Maxxis cao cấp này. Xăm Maxxis này là hoàn toàn là loại 26 nhân 1.5 cho đến nhân đến 2.5. Đấy, các bác nào dùng xăm 26 thì alo trực tiếp cho em với giá một cặp này là 400. Vâng, 400 các bác nhé, 400 một cặp này, 2 chiếc. Thì nếu mà 27.5 thì có loại khác. Và còn lốp xe đua và xe touring thì có các loại lốp của Đức này. Touring hay là xe đua hay các bác có thể là dùng 700x25C, 728C của Đức. Còn đây là một cặp lốp đen viền nâu
700x28C và có giá là 1.050.000. Đây là loại rất là xịn và cao cấp, lốp Continental Grand Sport nhé. Grand nhé các bác nhé, Sport của Đức. Đấy. Và tiếp theo là loại 700x25C thì các bác đua chuyên nghiệp hay là các bác đua quốc tế thì các bác sử dụng cho em cặp lốp cao cấp của Germany của Đức này. Đấy, Continental Grand Sport. Và cái này là hàng từ Nhật về. Và lốp này là lốp chống đâm các bác nhé. Lốp chống đâm. Đấy, hàng rất là cao cấp. Hàng này là hàng tuyển chọn của dành riêng cho thị trường Nhật thì nó là rất là cao cấp. Có tận tới 1, 2, 3, 4 lớp các bác nhá. Và trong khi đó có một lớp chống đâm bằng đồng. Đấy, nó rất là cao cấp. Đấy, các bác dùng cứ dùng loại này thì rất là cao cấp rồi. Bởi vì loại này là các bác xe tiền 100 triệu các bác vẫn lấy của em. Cho nên là các bác cứ yên tâm. Và yên thì yên siêu êm. Yên siêu êm thì khoan lại nhé các bác nhá. Và các loại xăm lốp nữa thì có cả lốp Michelin. Bên em có cái dòng lốp Michelin, lốp lốp này là lốp của Pháp, lốp thương hiệu của Pháp. Và đây ạ, Michelin này là nổi tiếng lắm đây các bác ơi. Nó nổi tiếng với ngang với Grand Sport của Continental của Đức các bác nhá. 19-10 thì các bác dùng loại nào cũng được, chất lượng thì nó tương đương 19-10. Và 700x25C thì có lốp đen, chỉ có chữ nó là chữ trắng. Và 700x23C thì và 28C thì nó có lốp đen và viền trắng như thế này. Và 700x25C thì có giá là 650k một cặp. Và 700x23C và 700x28C đen viền trắng này có giá là 720k một cặp. Đấy, thì các bác nào cần mẫu nào thì alo trực tiếp cho em. Và lốp Michelin xe địa hình thì các bác nhiều bác bảo là lốp to thì nó đập nhẹ, thì các bác có thể thay cho mình một cặp lốp Michelin này nhỏ hơn một chút thì nó đạp các bác đạp nó lướt hơn và nó nhanh hơn, đua nó sướng hơn. Đấy. Và lốp Michelin cao cấp hơn. Đấy, cao cấp hơn. Lốp Michelin này thì nó là cao cấp mà hơn các cái dòng lốp như là Innova này, hay là cao cấp hơn dòng lốp Maxxis này, cao cấp hơn những cái dòng lốp Canda này và cao cấp hơn những cái dòng lốp CST. Nó tương đương với lốp của Continental của Đức. Cái này lốp này là lốp của Pháp các bác nhá. Và gai của nó thì cực kỳ là ngon. Đây gai này thì các bác có thể nhìn thấy những cái gai này thì nó cái chống trơn trượt rất tốt và những cái đá dăm nhỏ thì nó không ảnh hưởng gì đến nhiều. Và lốp này thì đặc biệt với các bác là không thể trơn trượt được, đi rất sướng luôn, đi rất êm, đặc biệt là rất là êm. Lốp dai. Và lốp rất dai nhá. Lốp rất dai. Và cỡ lốp mà mới về thì có lốp của 26x17.5, lốp vừa sinh luôn các bác ơi. Và lốp 275 x 175 x175 và 26 x1.75 thì giá của những cặp lốp này thì bên em sẽ báo giá trực tiếp cho các bác một cặp này với giá rất là ưu đãi. Đó là giá của một cặp lốp này với giá là tròn 1 triệu thôi. Vâng, tròn 1 triệu cho một cặp lốp. Quá ngon luôn các bác nhé. Đấy. Số lượng nó về thì nó chỉ có khoảng tầm đáp ứng cho khoảng tầm 10 đến 15 xe thôi là hết. Thì các bác nào mà đang có nhu cầu thì alo trực tiếp cho em. Vâng, đây còn cái bơm của Michelin nữa em sẽ giới thiệu đến tất cả các bác luôn. Một trong những dòng bơm Michelin rất cao cấp. Đấy, các bác có thể là mang theo bên mình những cái dòng lốp, làm dòng lốp và những chiếc bơm điện. Các bác có thể là bơm sạc trực tiếp điện vào đây. Để các bác có thể là bơm ô tô, xe máy, xe đạp và bơm bóng thoải mái luôn. Và bơm Michelin và các chế độ bơm bóng, bơm xe đạp, xe máy cho đến ô tô đều ngon hết. Có màn hình hiển thị tại đây. Một chiếc bơm hình tròn rất đẹp. Và chiếc bơm này có vòi bơm cho hai vòi van bơm. Đấy. Đấy, các bác có thể tắt mở dễ dàng như thế này. Và các bác sạc đầy pin vào cho em. Đây, sạc đầy pin vào đây. Và chiếc bơm này thì thanh lý luôn cho các bác với giá tròn là tròn 680k một chiếc các bác nhá. Hàng này là hàng made in France của Pháp và Michelin của Pháp. Cái này là
sản xuất trực tiếp tại Pháp và là xuất Nhật. Đấy. Có 680k và bao ship toàn quốc các bác nhé. Và đây. Tiếp theo là các cái dòng, đây là một trong những loại, đấy, rất là nhiều bác mua rồi và lấy cái này rồi. Bởi vì cái này nó chỉ có một lô duy nhất mới về thôi. Và các bác lấy rồi và các đội xe của các bác lấy rất nhiều luôn. Và giới thiệu nhìn nó vừa đẹp vừa sang trọng. Nhưng mà nó rất là cần thiết cho những cái mùa thu đông. Bởi vì đây là một trong những loại bình cách nhiệt và bình giữ nhiệt. Đấy. Cái vỏ này là Su-304, vỏ của nó là 6 sao. Và bên trong cách nhiệt này nó có hai lớp. Và lớp của nó là Su-316. Và 316 cũng là 6 sao. Đấy, Su-316 là loại cao cấp nhất rồi. Các bác dùng thoải mái luôn. Và cái này thì các tất nhiên là nó giữ nhiệt, giữ nước nóng cho các bác cả ngày luôn. Đấy, bởi vì nó rất là kín. Đấy, rất là kín, giữ nước nóng cả ngày luôn. Và các bác đạp xe lấy vừa lấy rất nhiều. Và trong đội xe các bác lấy vừa lấy thêm rất nhiều luôn. Cho nên là các bác nào mà cần alo cho em. Đấy, hàng cao cấp của Made in Japan. Nó có cả bình màu inox, nó cũng rất là đẹp. Và đây là màu xanh lá huỳnh quang, rất đẹp luôn. Đấy, màu xanh lá này nhìn nó rất là đẹp. Rất là đẹp. Đấy, xe đạp thì cần cái đẹp các bác nhé. Cần cái đẹp, cần cái đẳng cấp. Và cần, nói chung là đi xe đạp là các bác nhìn nhẹ nhìn là nhìn thấy cái xe của các bác đẹp cũng sướng rồi. Đấy, cũng sướng rồi. À, giá của nó sẽ là 380k một chiếc bình này. 38. Vâng, lấy tròn 350 cho các bác nhé. Lấy tròn 350 một chiếc cho nó tròn đi, không phải 380 nữa. Nó tròn. Đấy, tri ân cho các bác luôn. Đây, bình nước, các bác có thể dùng bình nước nhựa này cũng được này. Bình nước này là hàng sâu siêu xịn luôn. Bình này là bình tiêu chuẩn của nó là 5 sao rồi. Có, các bác chỉ cần rút lên và ấn xuống vòi đây và có cả phần nắp để chống bụi. Đấy, có các màu như thế này. Có nào cần thì alo trực tiếp cho em. Với giá là 135k một bình nước siêu xịn này. Các bác không phải tốn tiền cho 300-400 nghìn cái loại bình nhựa nhựa mà cứ phải là hàng này hàng kia, các bác cứ hàng Nhật nhìn thế này. Chỉ có bằng 135.000 thôi nhưng mà nó chất lượng vô cùng. Đấy. Và gọng nước carbon. Gọng nước carbon của nó là full carbon có màu đỏ này và màu trắng này. 300k một chiếc gọng nước full carbon xịn này. Đấy. Đấy, các bác lắp vào những cái bình này thì quá ngon rồi. Vừa khít luôn, nó là bởi vì là nó đây là nó tiêu chuẩn của nó rồi. Đấy. Vừa khít đẹp xinh luôn. Đấy. Tiêu chuẩn của nó rồi. Thì các bác cứ dùng thôi. Còn gọng nước Bonchanger màu trắng. Màu trắng Bonchanger xịn nha các bác ơi. Đây gọng nước Bonchanger xịn của nó màu trắng như thế này. Đấy, màu trắng như thế này thì nó là chỉ có khoảng tầm 380k một chiếc Bonchanger này. Hàng cao cấp, hàng xịn nhá. Đây là hàng xịn, hàng chuẩn đét, hàng xịn các bác nhá. Bonchanger này. Đấy, 380k một chiếc, các bác nào cần thì alo trực tiếp cho em. Còn gọng nước nhôm đây, gọng nước nhôm thì sẽ thanh lý cho các bác một chiếc gọng nước nhôm nho nhỏ này với là giá chỉ là 15k một chiếc thôi. Gọng nước nhôm này. Đấy, bác nào cần gọng nước nhôm này 15k một chiếc. Đấy, rất ngon và rất rẻ luôn. Đây, yên này là yên siêu êm. Nhiều bác bảo là yên da xịn nhưng mà nó hay đau mông. Đạp nhiều nó hay đau mông thì các bác sử dụng luôn cái yên da này. Đây các bác xem cái yên này là gọi là yên siêu êm của Mỹ luôn. Đấy, toàn thân của nó là toàn bộ bằng silicon, cao su non. Đấy, rất là êm luôn. Siêu êm luôn. Và hoàn toàn dưới đáy của nó sẽ là hoàn toàn là bằng những cái ốc vít xịn này. Không có ghim thừa cho các bác nhé. Và toàn bộ một ốc vít và một chiếc yên siêu êm rất là ngon và rất là xịn, rất êm luôn. Thì các bác sử dụng cái này là êm rồi. Chỉ cần cái yên êm này và có rãnh giữa này. Yên này thì các bác không cần phải dùng đến yên béo nhiều. Bởi vì yên này thì sử dụng cho các loại xe, kể cả xe thể thao, kể cả xe nào các bác cũng dùng được. Bởi vì đây là tiêu chuẩn chung rồi. Đấy, bác nào cần yên siêu êm thì alo trực tiếp cho em. Nó có cả màu đen này, chỉ trắng như này. Và màu đen chỉ xanh lá như thế này. Đấy, rất đẹp luôn. Và giá của nó sẽ là 320k một chiếc này. Bác nào cần thì nhanh tay nhá. Bởi vì số lượng nó sắp hết rồi.
Các loại tay nắm đây các bác ơi, tay nắm da thì bao giờ nó rất là sang và rất là xịn rồi. Tay nắm da này, tay nắm da của Shimano. Vâng, đây ạ, loại da có đệm đây. Đây màu đen này, đấy màu đen này. Và đây màu nâu này, màu nâu này. Đấy, những ốc của nó bằng màu đồng này. Và rất đẹp và có đệm ở đây. Các bác nắm tay nắm da này rất là ngon và rất là bền. Đấy, có màu đồng. Và thanh lý cho các bác một đôi tay nắm da này với giá là 200k. Chỉ 200k thôi các bác nhá. Đây còn hai vỉ pin Panasonic đây các bác ơi. Vâng, hai vỉ pin Panasonic này thì nó rất là cần thiết cho các bác đạp xe, bởi vì các bác hay sử dụng những cái đèn hay những cái đồng hồ đấy. Đây, cái này là dùng chuyên cho xe đạp, của hàng của Made in Japan Nhật đây các bác nhá. Vâng. Đây là hàng Made in Japan Nhật, thì còn hai vỉ này bác nào lấy nốt thì alo trực tiếp cho em. Một vỉ của nó là 5 viên 1 2 3 4 5 với giá là 50k một viên. À 50k một vỉ, 50k một vỉ thì mỗi viên này thì nó chỉ có 10k thôi. Của hàng của Made in Japan. Đấy còn hai vỉ này là cứ một vỉ 100, còn hai vỉ báo giá trực tiếp cho các bác nốt nhá. Đấy, ví dụ như các bác sử dụng những cái đồng hồ xin nhan như này rất cần thiết này các bác này. À, những cái đồng hồ xin nhan và những cái remote này nó bằng pin thì các bác sử dụng nên mua cái pin này. Đấy. Còn với cái đèn xin nhan hàng tuyển chọn của đèn của xe đạp Nhật này thì các bác không cần phải pin. Bởi vì sao? Bởi vì những cái này là các bác sạc trực tiếp bằng điện của mình thôi. Điện mình thôi. Đấy, sạc trực tiếp vào điện thôi. Đây là xin nhan có thể kéo tháo rời được. Đấy. Cái này là bộ của nó là tháo rời được. Các bác có thể dùng trực tiếp rời nhá. Đấy, các bác bật lên. Với cái đèn xin nhan này thì các bác nào mà dùng xe có đèn tròn sau, ví dụ như có cái đèn tròn sau này thì các bác có thể tháo rời ra. Đây, ví dụ có cái đèn tròn sau này. Đấy, thì các bác để cái này cọc yên rồi thì các bác có thể tháo rời ra để hai cái bên dưới cái khung chéo càng ấy. Các bác để rất đẹp luôn. Và các bác lắp trực tiếp vào đó nó xin nhan cho các bác luôn. Đấy. Hai bên này. Đây là một trong những dòng xin nhan cao cấp của Nhật rồi nhá. Đấy, đẹp chưa? Quả thật là một trong những đèn xin nhan rất sáng tạo và rất đẹp luôn. Thì các bác nào mà dùng xe carbon các thứ là xe nhôm hay là hợp kim nhôm các bác dùng ngon. Đấy. Lắp hai càng hoặc là các lắp cọc yên cũng được. Đấy, tùy các bác thôi. Đẹp chưa? Cái hình của nó đẹp chưa các bác ơi? Vâng, đấy. Đẳng cấp chưa? Vâng, chiếc đèn xin nhan này thì bên em báo giá trực tiếp cho các bác với giá là 350k một bộ nhá. Con nào cần thì alo trực tiếp cho em này. Các bác nhanh tay bởi vì nó chỉ có ít thôi. Và cái này ra một cái là các bác ào các bác lấy, bởi vì hàng cao cấp. Xịn, cao cấp. Đấy, tắt luôn này, đấy. Tắt trực tiếp tại cái remote này luôn này. Đấy, tắt trực tiếp luôn. Đấy, tắt trực tiếp luôn nhá. Và cái này đặc biệt là các bác chỉ cần sạc bằng điện của mình thôi là ok rồi. Hàng cao cấp đấy. 350k một bộ. Và tiếp theo. Vâng, tiếp theo là một chiếc đèn cọc yên. Đèn này thì cọc yên hàng Shimano. Đèn tròn. Vâng, một chiếc đèn tròn này. Đèn này thì các bác lắp ở dưới yên hoặc là các bác lắp ở trực tiếp cọc yên đều được. Bởi vì nó có hai cái dụng cụ để các bác lắp. Hai dụng cụ để các bác lắp. Đây là đèn cảm biến nhá. Đấy, cảm biến này. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Cảm biến. Cảm biến rất đẹp luôn. Khi các bác đập vào cái yên cái là nó sẽ cảm biến. Đấy. Đây là loại đèn cao cấp, đèn tròn này. Cao cấp nhất trong các đèn. Nó trên các cái loại Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 đều trên hết. Bởi vì cái này nó rất là bền, bỉ và ngon, xịn. Đèn Shimano, vâng, Made in Japan, với giá thanh lý cho các bác đèn cảm biến này với giá là 300k. Đấy, có rất là nhiều chế độ để các bác dùng. Đấy, chế độ rất là từ từ này. Đấy, chế độ nháy liên tục này. Đấy, chế độ nháy nhanh này. Đấy, và chế độ nháy chậm này.
Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Đẳng cấp chưa? Và rất đẹp cái này, tí tối đẹp lắm các bác ơi. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Đẹp chưa? Tuyệt vời luôn. 300k, rất rẻ và rất là ngon nhá. Còn mẫu găng tay hàng cao cấp, hàng xịn, còn đúng một màu duy nhất để gửi đến tất cả các bác này. Vâng, đôi găng tay là cao cấp và xịn nhất rồi. Đây, các bác chỉ cần những đôi găng tay xịn này thôi. Vâng, tiền nào vải đó các bác nhá. Hàng xịn nhưng mà giá rẻ thì các bác dùng nó vừa ngon vừa xịn và vừa chất lượng cao. Rất là ngon và hoành tráng các bác nhá. Đây, các bác xem cái phần tay nắm ở dưới, đệm dưới đây có các đệm dưới, hoàn toàn là đệm dưới. Và nó cũng rất là có đường chỉ của nó, tổ ong rất là đẹp luôn. Hoàn toàn chỉ của nó là chỉ dù nhá các bác nhá, chứ không phải là chỉ linh tinh, chỉ linh trinh nó rẻ. Đây các bác xem luôn. Phần dưới trên này là một màu xanh dương và màu trắng kết hợp với nhau. Đấy, và có phần kéo này. Đấy. Và phần này là phần thông hơi. Các bác có thể nhìn thấy chưa? Bên em co giãn và khi mà các bác đeo tay vào nó rất là mềm mại và nó rất là ngon. Đấy các bác nhìn, nắm rất là nhẹ nhàng nhá. Màu sắc rất là ngon và rất là đẹp. Vâng, các bác khi bác tháo ra thì các bác chỉ cần rút. Đấy, rút thế này ra là nó sẽ ra thôi. Đôi găng tay này thì còn một màu này thanh lý luôn cho các bác với giá là 230k một đôi. Bác nào cần thì alo trực tiếp cho em nhá. Còn màu xanh duy nhất. Đấy. Các bác một là các bác đọc sách, hai là các bác đi chơi thể thao, ba là các bác đi đạp xe, bốn là các bác đi xe máy, năm nữa là các bác bảo vệ đôi mắt của các bác nhá. Vâng, những dòng kính Nhật này thì nó là rất là cao cấp. Thì hôm nay còn mấy chiếc này thì bên em sẽ thanh lý nhanh cho các bác. Bác nào cần thì alo trực tiếp cho em, thanh lý nhanh cho các bác thôi. Vâng. Một chiếc kính Ý đạp xe của nó là vân, của nó là vân gỗ này. Vân gỗ, vân màu gỗ, vân xanh. Đây, cả về bộ khung của nó này. Đấy, và mắt của nó là mắt xanh đổi màu. Khi các bác ra ánh nắng thì nó sẽ đổi màu rất là đẹp luôn. Đấy, kính này được sản xuất trực tiếp tại Italia. Vâng, kính sản xuất trực tiếp tại Italia và chống tia UV 400. Kính rất đẹp và thanh lý luôn cho các bác với giá là 350k một chiếc kính. Kính Ý đạp xe siêu đẹp luôn. Kính này thì các bác nam và nữ mà đeo thì phải nói là nó quá tuyệt vời. Kính này thì các bác có thể là đeo cặp đôi thì tuyệt vời luôn các bác nhá. Đấy. Kính này này rất là hiếm có luôn này các bác này. Không phải ai cũng có được mẫu kính này đâu ạ. Đấy, rất là hiếm có luôn. Và tiếp theo là cặp kính của Bonchanger. Cặp kính của Bonchanger có một chiếc kính đổi màu đi đêm này. Đấy, kính Bonchanger đổi màu đi đêm và một chiếc kính đổi màu luôn. Đấy, gọng của nó là gọng trắng xanh. Và chiếc này là gọng của nó là gọng đen đỏ. Đấy, gọng đen đỏ các bác nhé. Và về độ xịn của nó thì nó rất là xịn và rất là cao cấp. Đấy, độ xịn của nó là độ xịn rất là cao cấp đây. Đây em sẽ... Vâng, kính... siêu xịn luôn và rất là dẻo luôn, các bác nhìn thấy chưa? Loại kính rất dẻo luôn này, đấy, dẻo uốn cong luôn. Và cái mắt kính này thì các bác có thể là bẻ cong thoải mái luôn. Đấy, bẻ cong thoải mái luôn như thế này. Kính Bonchanger của Mỹ USA. Đây là một trong những loại kính xe đạp và bảo vệ mắt cực kỳ là ngon, đi rất là sang trọng và rất là hay. Vâng, đây là một loại kính của Bonchanger USA. Và một cặp kính này thì bên em đang có chương trình thanh lý xả kho cho các bác một cặp kính, một chiếc đổi màu và một chiếc kính màu mắt đen. Thanh lý luôn cho các bác một cặp này với giá là 900k một cặp. Đấy các bác nhá. Và Bonchanger USA, hàng Mỹ cực kỳ là đỉnh cao, được gửi đến tất cả các bác. Đẹp, xịn và rất là tốt, bền, rất bền các bác ơi. Các bác đeo những kính này phải nói là nó rất là đẹp luôn. Và kính còn ít cho nên các bác nào cần alo trực tiếp cho em nhá. Và đây còn mấy chiếc kính này thì kính dâm này. Kính dâm của nó thì có cả kính một chiếc kính Gucci này. Đây kính Gucci. Mắt kính của nó là mắt kính màu đen. Màu đen, gọng của nó là gọng màu đen vàng. Đấy đen vàng. Kính này thì báo giá trực tiếp cho các bác với giá là xả kho 400. Vâng, kính Gucci nhá. Đây Gucci.
Và kính tiếp theo là kính kính màu mắt nâu, mắt xéo nâu. Đấy, màu mắt xéo nâu. Đấy, gọng của nó này gọng màu nâu, nâu vàng, nâu vàng. Đấy, kính Ray-Ban. Kính Ray-Ban này thì sản xuất trực tiếp tại Made in Italy của Ý. Hàng châu Âu xuất Nhật. Một chiếc kính khá là đẹp luôn. Vâng, mắt nâu, các bác ơi, mắt nâu. Cái này thì nam nữ, các bác nữ đeo còn đẹp, huống chi là các bác nam. Đúng không ạ? Vâng, chiếc này thì thanh lý đồng giá cho các bác với giá là 400 nhé các bác nhá. Kính này thì hầu như là bên em tuyển chọn rồi cho nên nó không có xước xác gì cả các bác nhá. Vâng, 400. Cái này thì các bác nữ đeo còn đẹp, mắt nâu mà. Và một chiếc mắt ngọc, chiếc kính mắt ngọc. Đấy, mắt ngọc này, gọng của nó là gọng vàng này. Hãng của nó là Ban Ma In. Cái này là sản xuất trực tiếp tại Made in Japan. Đây các bác xem, Made in Japan của Nhật. Đây, sản xuất trực tiếp tại Made in Japan Nhật. Có chứng chỉ của Japan Nhật. Và kính hàng rất là cao cấp luôn các bác nhá. Kính mắt ngọc, gọng của nó là gọng ngọc. Vâng, kính này thì đa số là bác trai mà tặng cho các bác gái thì các bác thích mà thích luôn, yêu luôn các bác nhá. Đấy, tuyệt đẹp luôn đấy ạ. Kính Ban Man. Với giá là thanh lý cho các bác với giá là tròn 1 triệu các bác nhá. Và một tròn 1 triệu một chiếc kính nội địa của Nhật. Và các cái dòng kính độ, kính cận thì bên em sẽ có những các loại kính này. Kính này là kính dòng kính còn mấy chiếc nội địa của Nhật sản xuất thì nó là kính tuyệt đỉnh rồi. Còn không có gì phải chê trách gì nữa rồi. Bởi vì đây là những cái dòng kính nội địa của Nhật. Đây, chiếc kính này là 2,5 độ này. 2,5 độ đây. Đấy, kính Nhật nội địa đây. Đấy, series có hết. Và gọng của nó đây, gọng thì tuyệt vời luôn này các bác này. Gọng của nó đây, các bác nhìn trực tiếp như này là các bác biết rồi, không cần phải giới thiệu nhiều. Kính này là báo giá trực tiếp cho các bác một chiếc kính này là 2,5 độ 450k. Cái này là 3,5 độ, kính này thì các bác có thể gấp gọn được vào. Đây, kính gấp gọn vào đây. Đấy, các bác có thể gấp gọn vô tư vào này. Đấy, 3,5 độ. Kính Nhật đấy ạ. Vâng. Kính này là nội địa Nhật, gấp gọn 450k. Cái này là còn mấy độ đây? Cái này khả năng là cái này nó lại cái này thì nó mờ mất độ rồi. Vâng. Cái này mờ mất độ thì vâng, cái này là họ đeo mất mờ mất độ rồi các bác ạ. Mờ mất độ thì em kiểm tra sau. Để phải cái này là có máy kiểm tra độ cơ. Và một chiếc kính 1,25 độ này. 1,25 độ này. 450k này. 2,25 độ này. 450k này. Đây 1,25 độ. 1,25 độ còn 2 cái. 2 độ này. Vâng. Cái này là 2 độ này các bác này. Gấp gọn này. Gấp gọn này. Cái này là 2 độ này. 450k. Cái này là 1,75. 1,75 này các bác này. Đấy. Các bác nhìn thấy chưa? Đây là hãng của nó Sunstone nhá. Sunstone Nhật đấy các bác ạ. Và một chiếc kính nữa là kính cái này mới là ngon này các bác này. Vâng. Cái này là 3,25 độ này. Cái này là gọng của nó khác biệt hoàn toàn này các bác này. Đấy. Kính này thì nó là hãng của nó là hãng khác các bác ạ. Vâng. Đây là hãng thì nó cái tem của nó đây này các bác này. Đây. Series nó đây. Vâng, chiếc này là 3,25 độ, 450k. Chiếc này là kính râm, các bác ạ. Cái này là kính râm. Còn một chiếc kính râm nữa đây. Kính râm mạ vàng. Vâng, kính râm mạ vàng. Kính này là kính của hãng Brandstan. Mạ vàng gold. Và kính này là kính titan. Titan tất nhiên là rất là xịn rồi. Titan mạ vàng. Chiếc này thì báo giá trực tiếp cho các bác với giá là 1.600.000. Vâng, 1.600.000 các bác nhá. Mạ vàng. Chất lượng quan trọng là cái chất lượng ấy các bác. Chất lượng. Đây, kính titanium. Kính titanium này uốn cong thoải mái. Kính này là kính râm này các bác này. Kính titan râm này. Đấy, uốn cong thoải mái. Kính râm thanh lý 800. Vâng, mắt của nó là mắt tròn. Kính râm. Còn một kính còn một chiếc kính độ nữa là 1 độ này. 1 độ này, kính 1 độ cái gọng này các bác này. Đấy.
Ngọng tuyệt đẹp luôn nhá, 1 độ 450k. Bác nào cần thì alo trực tiếp cho em nhá. Về các loại đèn mùa này thì các bác dùng đèn nhiều rồi, thì bên em sẽ giới thiệu trực tiếp cho các bác các loại đèn cao cấp nhất vừa về xong. Đó là những chiếc đèn của Bontrager. Vâng, một chiếc đèn loại Bontrager của Mỹ USA, Mỹ vừa về xong, 2 mắt LED. Và cái độ sáng của nó thì nó rơi vào khoảng tầm 1.800 lumen. Thì các bác sử dụng vòng sạc pin, các bác sạc vô tư luôn. Và chuẩn bị em sẽ test cho các bác các loại đèn này. Và một chiếc đèn của Đức nữa, tiếp tục được thanh lý tại Nhật về, sản xuất trực tiếp tại Made in Germany. Vâng, đèn Đức này. Và cái này, đèn này đặc biệt là nó có 6 bóng LED các nhá. 6 bóng LED. Sáng vô cùng, sáng như sáng hơn cả một cái ô tô. Đấy, 6 bóng LED 1 2 3 4 5 6. Các bác có thể bật 3 bóng trên hoặc là 3 bóng dưới hoặc bật cả 6 bóng thì các bác tùy các bác nhá. Đấy. Đèn này thì đèn quá cao cấp rồi. Và cái lượng pin của nó là gấp đôi tất cả các loại đèn xe đạp khác. Dung lượng của nó lên đến 10.000 pin các bác nhá, 10.000 pin. Và độ sáng của nó 2.000 lumen. Với những chiếc đèn Đức này thì chỉ cần 2.000 lumen là nó quá sáng rồi. 10.000 pin thì nó quá bền rồi. Và nó rất đẳng cấp luôn. Và đèn rất cao cấp của Made in Germany. Đèn xe đạp bicycle của bicycle sport của Made in Germany này các bác này. Đấy. Đèn này thì báo giá trực tiếp cho các bác với giá là 900k một chiếc này. Các bác có thể dùng trực tiếp với các cái gọng ngựa gọng giá đồng hồ tốc độ như thế này các bác dùng nhá. Đấy, rất là tiện lợi. Siêu siêu sáng, sáng siêu siêu luôn. Và chiếc đèn Bontrager này sẽ báo giá trực tiếp cho các bác đèn 2 bóng 1.800 lumen. Và pin thì các bác có thể xài được khoảng tầm gần chục ngày. Chục ngày là được rồi. Với cái dung lượng 1.800 lumen này các bác dùng cả tuần đã là ngon rồi các bác nhá. Và đèn này thì 550k này. Đấy, 550k. Và một chiếc đèn 4-in-1 có cả đồng hồ quay này các bác này. Đấy, đồng hồ này và đèn này. Đấy, đèn rất nhiều chế độ đèn nhá. Và có cả giải đèn LED này và có cả chế độ còi. Đấy, còi và bật đèn tại đây. Đấy, rất nhiều chế độ. Còi rất hay, còi như còi ô tô. Và có cả đồng hồ này, báo hiệu giờ hàng ngày các bác dùng nhá. Nhiệt độ này, có cả nhiệt độ luôn này các bác này. Đồng hồ 4 trong 1. Đấy, cái này các bác có thể quay lên quay xuống được này. Đấy. Đấy, quay lên quay xuống được này. Đấy, đèn led báo hiệu. Đấy. Rất hay. Và chiếc đồng hồ 4 trong 1 này thì báo giá trực tiếp cho các bác là đèo đồng hồ của hãng Shimano Made in Japan và MT88. Vâng. Cái này là gửi đến tất cả anh chị em với giá là 650k một chiếc các bác nhá. Cái này rất dễ sử dụng. Cái này có một cục nam châm và một cục cảm biến thì các bác lắp trực tiếp vào xe, không cần dây dợ loằng ngoằng gì cả. Các bác lắp vào xe là các bác chạy thôi. Rất dễ sử dụng, cái này ai cũng sử dụng được các bác ạ. 650k này. Và bây giờ em test đèn hai chiếc đèn Bontrager. À, đồng hồ tốc độ này. Đồng hồ tốc độ thì có một chiếc đồng hồ của Đức và đồng hồ của Nhật thì các bác lấy loại nào cũng được. Đồng hồ của Đức thì nó là hàng cao cấp siêu bền này, với giá của nó là 750k này. Đồng hồ của Nhật này là màn hình to một chút này. Đấy, màn hình to một chút này, đồng hồ tốc độ vệ tinh không cần phải dây dợ nam châm gì, chỉ cần một cái đồng hồ này là thông báo tất cả vệ tinh các thứ cho các bác luôn nhá. Đồng hồ to này là 1 triệu này, và đồng hồ bé là 750 này, đồng hồ Đức, đồng hồ Nhật. Các bác nào cần gì thì alo cho em. Đây, test để test luôn cho các bác luôn đây. Đèn đây, Bontrager, test luôn cho các bác xem luôn. Đấy. Nó xoay xa khoảng tầm 100 mét các anh nhá. Đấy. Và chế độ của nó đây ạ. Rất nhiều chế độ. Sáng rất xa. Đấy, sáng rất xa. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Và một chiếc đèn của Đức đây. Đèn của Đức đây các anh nhá. Đấy. Các bác nhìn luôn cho em này. Đấy, sáng tuyệt đối luôn. Cao cấp nhất. Vâng. Độ sáng của nó bao phủ toàn bộ luôn. Toàn bộ quãng đường luôn. Đấy. Đấy, các chế độ sáng tối. Các bác nhìn thấy kinh điển chưa? Các bác nhìn thấy kinh điển chưa? Đồng cái đèn của Đức kinh điển chưa?
quá kinh điển luôn các anh nhá. Tuyệt vời luôn. Đấy, tuyệt vời luôn. Đấy. Giày mùa này thì các bác đi rất nhiều, bởi vì sao? Bởi vì những đôi giày này thì nó rất là quan trọng trong quá trình tập thể dục thường xuyên. Đấy. Các bác nên tập thể dục thường xuyên thì các bác sẽ được thượng thọ các bác ạ. Vâng, thượng thọ. Có tiền cũng không mua được sức khỏe đâu ạ. Vâng, có tiền không mua được sức, không được mua được sức khỏe, cho nên các bác cứ quý trọng sức khỏe của các bác. Vâng. Đấy. Thì các bác có thể là tập thể dục thường xuyên nhá. Đôi giày này này, đây là đôi giày màu đen này, đây giày thể thao. Giày thể thao đi bộ, chạy bộ thì tất nhiên là những đôi này đạp xe thoải mái rồi. Đôi này là màu đen xanh này, mã 1 này, màu đen xanh này. Đế của nó là đế cao su. Giày thanh lý tại Nhật về. Đôi này thì giày đây là mới 99% và chưa sử dụng các anh nhá. Đây gọi là giày thanh lý. Đôi này là 350k này, các bác lên mã luôn cho em là mã 1 này. Vâng, đôi giày mã thứ hai là mã Đức này. Đây là nó chỉ gọi qua quá trình vận chuyển nó có thể là bụi thôi. Đấy. Phải đi là nó hết thôi. Đấy, nó bụi các bác nhá. Chưa sử dụng đâu các bác nhá. Vâng. Đôi giày này là đôi mã giày BMW kép Puma của Đức. Đấy, rất cao cấp luôn đấy ạ. Đây BMW kép đây. Đấy. Đôi này là đôi màu đen này. Chữ trắng và chỉ của nó là chỉ vàng đây. Cực kỳ là đẹp luôn các anh nhá. Nhiều bác đi đôi này các bạn bảo các bạn khen đẹp quá. Đôi này thì còn size 39 thì còn màu vàng. 39 thì màu vàng này, 39 màu vàng hết này. Còn size 40, 41 và 42 các anh nhá. 43 không biết có không? 43 chắc còn ít các ạ. Đấy, màu vàng, đen vàng. Đôi này thì thanh lý luôn cho các bác với giá là 550k này. 550k này. Đôi màu BMW kép đen đỏ này, BMW kép đen đỏ này, Puma này. Đôi này thì đen đỏ này còn đúng một size 39. Thanh lý đốt cho các bác này 550 này. Và size 40, 41, 42, 43 vẫn còn, nhưng còn ít các bác nhá. Bạn nào cần thì alo cho em, nhưng một size 39 còn một đôi này thôi. Cực kỳ là đẹp nhá, các bác nhìn thấy giày đẹp chưa? Đẹp xịn. Đấy. Và nó có phần nhún tại đây, đệm nhún tại đây. 550k. Đây là giày thể thao. Thì đây là mã 2 này. Đây là mã 3, mã đỏ này. Đấy. Giày đá bóng. Vâng. Giày đá bóng thì có một đôi này, giày của Nhật thanh lý cho các bác size 42 này. Giày đá bóng này. Có các gai này, gai chống trơn trượt. Giày đá bóng này thì thanh lý luôn cho các bác một đôi đá bóng hàng cao cấp này. Cái này thì các bác đá sân cỏ nhân tạo vô tư, đá bóng banh futsal cũng được, hoặc đá bóng hơi cũng được. Vâng, thanh lý cho các bác với giá là 800 này. Đấy, nó có cả phần đấy, phần chống va đập trên bên trên này nhá các bác nhá. 42 này, size 42 này. Còn màu vàng tuyệt đẹp này thì cũng có, cái này là size 42. Vâng, thanh lý cho các bác hai đôi size 42. Đấy. 800. Mã 3 này, mã 4 này. Đây là mã 4 này. Màu vàng này là mã 5 này các bác này. Đấy, màu vàng đá bóng này. Mã 5. Và giày đạp xe này. Giày đạp xe thì các để em xem còn mã nào em thanh lý nốt cho các bác giày đạp xe, giày không can này các bác này. Giày màu đỏ sóng sóng có sóng này. Giày màu đỏ sóng trắng này. Cái này là size vâng, size 40, cái này là size 40. Bác nào đi size 40 thì alo cho em này. Có giày màu đỏ sóng trắng size 40. Thanh lý luôn cho các bác với giá là 900 này. Đấy, màu đỏ này. Tiếp theo. Vâng, đây tiếp theo thanh lý nốt cho các bác luôn các mẫu giày này. Màu xanh ngọc này các bác ơi. Đây màu xanh ngọc. À đây, đôi này là đôi can cá. Vâng, đôi can cá có can này. Đấy, đôi có can này. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Đôi có can này còn size 41 này các bác này. Size 41 giờ giày hai khóa, màu tuyệt đẹp luôn này. Đấy, màu rất đẹp luôn. Giày này là giày của Đức các bác nhá, giày của Đức ấy. Đôi này thanh lý luôn cho các bác với giá là tròn 1 triệu nhá. Tròn 1 triệu này. Đấy. Đôi giày đen và đôi này đôi đen này.
đen vân của nó là vân dạ quang các bác nhé. Đây là vân phát sáng dạ quang đây. Đôi này thì giày là tuyệt đỉnh luôn này các bác này. Đấy, đôi này thì còn size của nó sẽ là size vâng. Cái này là size của nó sẽ là size vâng, còn một size 38. Vâng. Còn một size 38, 38 thanh lý nốt cho các bác một đôi đen dạ quang, đôi 38 này. Với giá của nó sẽ là 900, vâng, đồng giá 900. Tiếp theo là một đôi giày, cái này là đôi giày màu titan này. Màu titan các bác nhá. Đôi giày màu titan có hai khóa, vâng. Giày màu titan có hai khóa. Giày này thì là có size từ 39, 40, 41 hoặc 42. Giày không can. Đôi này thanh lý luôn cho các bác với giá giày hai khóa này là 950 các bác nhá. Giày màu titan. Đấy, màu titan. Màu titan đẹp các bác ạ. Và đôi giày nữa là đôi giày đổi màu. Một hai khóa này các bác này. Đấy. 950 nhá các bác nhá. Vâng, thanh lý cho các bác một đôi giày đổi màu. Cái này là có size 39, 40, 41, 42. Giày đổi màu 2 khóa, 950. Đấy, các bác nhìn thấy màu đẹp chưa? Cái này là các bác ra màu, ra ánh sáng mặt trời là nó sẽ chuyển sang từ màu. Nó có 2 màu đổi màu, đổi 3 màu để được gì đó các bác nhá. Đấy, rất đẹp luôn này, có dạ quang này. Giày rất xịn luôn, da rất xịn luôn đấy ạ. Còn một đôi giày sóng trắng màu ghi này. Ghi sóng trắng này, ghi sóng này. Các bác ơi, ghi sóng. Vâng, ghi sóng này quá tuyệt vời rồi. Còn đúng một size này là ghi sóng này, còn là size 4, cái này là size 40. 40 và còn size hình như là size 40, 41 còn thì sao các bác nhá. Đấy, vâng, màu ghi này, màu ghi sóng trắng này. Đấy, màu ghi sóng trắng, tuyệt đẹp luôn này. Đấy, có logo của chiếc xe đạp này. Đấy. Và đôi này thì thanh lý cho các bác với giá là 900.